Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một nạn nhân đã từng bị công an cho xã hội đen khủng bố bằng cách ném phân vào nhà bà 14 lần, giải thích thêm là công an và xã hội đen có một quan hệ khăng khít và làm việc với nhau dưới hai hình thức. Thứ nhất, công an sử dụng một số xã hội đen như là đặc tình để giúp thu thập thông tin, nắm địa bàn và cũng để sai bảo làm những việc mà công an muốn ném đá dấu tay. Đây là quan hệ công việc được cấp trên đồng ý một cách chính thức. Thứ hai, công an nhận tiền của xã hội đen như một thứ thuế bảo kê và ngoảnh mặt làm ngơ cho họ làm những điều phạm pháp, miễn là họ phải nộp thuế cho đủ. Thuế của xã hội đen là một nguồn thu nhập phụ nhưng vô cùng lớn của công an, lớn gấp bội lương chính thức. Cũng theo nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, những hành vi ném đá dấu tay này của chính quyền thật ra cũng chẳng bịt mắt được ai. Người dân ai cũng biết xã hội đen được xem như là một cánh tay nối dài của công an. Bà nói, đây chính là một lực lượng công an trá hình. Xã hội đen chủ yếu là những thành phần nợ án, côn đồ, là coi như bọn đầu gấu đấy, nghĩa là do công an nó điều khiển. Ví dụ như bọn nghiện hút, thì bọn này lẽ ra mày phải đi tù, mày phải đi tập trung cai nghiện. Thế mà tập trung cai nghiện thì dân nghiện nó nói là còn khổ hơn ở tù, bởi vì phải nộp tiền cho công an thì mới được. Thế và những cái trường hợp mà coi như là nợ án ấy, thì công an cho nó ở nhà, thế là nó vẫn cứ loang quang đấy, như ở ngoài vòng xã hội, vòng pháp luật. Thế nhưng mà hễ có việc gì là công an là bấm đèn xanh là mày phải nhảy vào cuộc. Mày nhảy vào thì chúng ta vừa trả tiền thuê mày, đồng thời lại không bị áp lực là phải vào nằm nhà đá. Đại khái là nó là như thế. Trước tình cảnh này, đời sống của một số người dân ở Việt Nam bị bao trùm trong một màn sợ hãi tột độ, không biết nương tựa vào đâu. Nếu không bị công an uy hiếp đàn áp, thì cũng bị xã hội đen hăm dọa hành hung trước cái nhìn thản nhiên khó hiểu của công an và sự im lặng không truy xét của chính quyền. Cô Hương, con gái của dân oan Nguyễn Thị Huần, người đang bị giam giữ tại Hòa Lò vì đi khiếu kiện đòi đất, vừa cho chúng tôi biết hôm nay là mẹ cô mới bị quản tù dùng tù hình sự treo cổ để tra tấn và đánh hộc máu mồm. Qua câu chuyện, cô Hương cho biết cô năm nay 23 tuổi, là con một gia đình dân oan và đã sống lôi thôi lếch thếch ở ngoài đường để theo mẹ đi đòi đất từ lúc lên 6 tuổi. Cô Hương tâm sự là từ bé đã sống trong sự sợ hãi triền miên. Trước đây thì sợ công an, nhưng gần đây thì sợ thêm cả xã hội đen nữa. Bạn lúc nào con sống trong một cảm giác sợ hãi, công an đã hiện hữu trong đầu con từ khi con còn 6 tuổi và cách đây đã 18 năm. Con sợ vô cùng, tâm lý con lúc nào cũng sợ mà dù không làm điều gì sai. Họ ra mặt nhưng mà họ đánh mẹ con, làm cho mẹ con gãy xương má chẳng hạn này. Ví dụ gãy mu bàn chân, nhưng mà đấy biết đến là công an hay là do xã hội đen người ta cố tình trà trộn để người ta đánh mẹ con ấy. Con ngày xưa khi mà con 12 tuổi con cũng bị một số người gọi là người dân mà đi bán hàng cùng ấy, người ta đã đánh con và bị gây thương tích 7%. Cái đấy thì con cũng không biết là đằng sau họ là được những ai bảo lãnh hoặc bảo kê cho thì con không biết ạ. Mẹ con cũng bị cái cô thợ ở bán nước mà vừa mang sống một mang sinh thần ấy đánh và cầm nước cầm chai nó rồi bắt mẹ con xuống đánh, nhưng mà khi ở đó có các công an bộ như công an ấy thì không can thiệp, nghĩa là không giúp đỡ mà chỉ đứng nhìn thôi. Linh mục Đinh Xuân Minh bàn về nguyên nhân và hậu quả của hiện trạng này. Cái cuộc biến cố xảy ra vừa qua thì chúng ta thấy rằng công an với bọn côn đồ đứng chung với nhau một chỗ và hai bên giúp đỡ nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Tại sao ở trong nước có quá nhiều côn đồ như thế vậy? Nhìn quả mà biết cây. Cái chế độ xấu xa thì nó tạo lên những con người như vậy. Chúng tôi xin mượn những lời sau đây của tác giả có bút hiệu Đồng Hới ở quốc nội trong bài viết Những mầm cây độc để thay cho lời kết. Với hàng trăm thanh niên dùng gậy gộc tấn công từ giáo dân đến linh mục, từ phụ nữ đến người già, nhà nước Việt Nam đang chơi một trò đu dây cực kỳ nham hiểm nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Sử dụng những người dân do họ tuyển để đánh đập những người dân khác. Tuy nhà nước tránh được tiếng là họ dùng các lực lượng vũ trang chính thống, nhưng ai cũng biết là lực lượng này do chính nhà nước Việt Nam đẻ ra để chấn áp hành hung người dân khác. Nó nguy hiểm ở chỗ nó tạo cho người dân được dùng bạo lực một cách công khai dưới sự chứng kiến của cơ quan nhà nước. Nó chứng minh rằng ở Việt Nam, luật pháp không hề tồn tại.
Chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần đến đây xin tạm kết thúc. Hà Giang hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mong quý vị nhớ đón theo dõi.